Khánh Linh xin kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, tình cảm của cha dành cho những người con của mình bao giờ cũng âm thầm nhưng chất chứa đầy tình thương trong đó. Kỳ thực, cha là người hay xấu hổ nên chẳng bao giờ cha bày tỏ tình cảm hay nói những lời ngọt ngào. Và cô bé Giang trong câu chuyện mà hôm nay chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe cũng có một người cha như vậy. Nhưng Giang vẫn có thể cảm nhận được tình cha ấm áp ấy qua những hành động không lời nhỏ bé. Xin kính mời quý thính giả cùng chiêm nghiệm câu chuyện cảm động mang tên Ai cũng có một người cha xứng đáng đạt điểm 10. Giang cầm tấm thiệp sinh nhật xinh xắn trên bàn mở ra đọc. Con gái yêu của bố, chúc con yêu tròn 18 tuổi. Ui chào! Bố em ướt át phết nhỉ. Giang nhìn Trang thoáng chút ngưỡng mộ. Vâng, trước em ở nhà với bố. Nắng chiếu vào tận cửa sổ bố em mới gọi. Thiên kim tiểu thư của bố ơi. Mặt trời đúng bóng rồi đấy, dậy đi thôi. Mắt Trang long lanh, toét miệng cười chẳng thể khép nổi khi tự hào nhắc đến tình yêu bố dành cho mình. Thi thoảng đọc trên Facebook, Giang cũng thấy những ông bố tự hào khoe con gái là kho báu của đời mình. Như một cư dân mạng tên Việt Hoàng, hay tâm lý và đáng yêu như ông bố trong bài văn chê bố mình không bằng bố người ta của cô bé lớp 5. Bố Giang lại hay xấu hổ nên chẳng bao giờ bố bày tỏ tình cảm hay nói những lời ngọt ngào với anh em Giang. Nhưng Giang vẫn có thể cảm nhận được tình cha ấm áp ấy qua những hành động không lời nhỏ bé. Bố Giang chẳng mấy khi mở miệng nói, nhưng Giang sợ bố một phép. Hồi ấy chưa có đường bê tông như bây giờ, chỉ toàn là đường đất đổ xỉ than. Hầu như nhà nào cũng có một vườn cây và một cái ao rộng. Nhà cũng chẳng có cổng, chỉ ngăn cách với nhau bằng những rặng ruối hay hàng cây, không kín cổng cao tường như bây giờ. Ngay lối vào cổng nhà Giang một đoạn đã có tới hai cái bụi tre rậm rạp, cao vút, vươn mình ngân nga theo gió. Mỗi trưa hè, tụi trẻ con trong xóm đều tụ tập dưới bụi tre xanh mát, chơi gầy chun vòng, chơi bắn bi, nhảy dây vân vân. Tụi con gái còn thích tước lá của khóm dứa dại tùm gần đó làm nhẫn, làm đồng hồ, làm bàn xoay hay ngồi vắt vèo trên cành tre hóng mát. Nhà bác Thành hàng xóm có cái ao rộng mênh mông, nước trong lèo lèo. Thì thoảng những gợn sóng trên mặt ao khiến tấm thảm bèo tấm li ti xanh mướt sóng sánh khẽ lay động. Tụi trẻ con mỗi đứa một cái cần câu mảnh khảnh, đào đào bới bới đám đất lấy vải chú sun làm mồi câu cá. Giang và tụi trẻ con đi luồn qua cái gốc cây bông to đến ba người ôm là sang nhà hàng xóm, rồi rúc vào bụi cây cạnh bờ ao chơi mải miết. Giữa trưa hè trời nắng chang chang như đổ lửa, hai anh em Giang đợi bố ngủ say liền lèn ra cầu ao chơi. Chị em Linh cũng đợi sẵn ở đó với hai chiếc chậu con. 4-5 đứa trẻ con cả trai cả gái nhảy nhót hớn hở. Cô Long đẩy cái chậu nổi trên mặt nước và quậy ùm, bọt nước tung lên trắng xóa như những hạt pha lê trong suốt. Linh kiếm được cây chuối nổi lênh bênh cũng hào hứng xải tay bơi ra bên ngoài. Chỉ còn mỗi Giang nhút nhát cứ bấu chặt lấy cái cầu ao chẳng chịu buông. Dẫu chỉ có thể thả hai chân nổi lềnh phềnh trên mặt nước, Giang cũng thích thú ra mặt. Bất chợt, Giang nghe tiếng quát từ phía sau. Giang, về ngay! Thôi chết, bị bố mắc gặp rồi, thế nào cũng ăn một trận no đòn. Chẳng ngoài dự đoán, Giang vừa lấm lét, bước thấp bước cao về đến cửa nhà, đã thấy bố cầm chiếc vọt Giang đợi sẵn. Bố bặm môi, trừng mắt nhìn Giang lớn tiếng. Ai cho con ra ao nghịch nước? Lỡ chết đuối ở đó thì sao? Con xin lỗi bố. Con biết lỗi rồi ạ.
Giang mếu máo, nước mắt ngắn, nước mắt dài, vòng tay nhận lỗi. Bố đập trước vào Giang đánh đét một cái xuống đất, khiến Giang giật nảy cả mình, rồi hầm hầm bỏ đi, không nói thêm lời nào. Bố Giang chẳng mấy khi mở miệng nói, nhưng Giang sợ bố một phép. Vậy nên mẹ dài làm này làm nọ, anh em Giang còn giao kèo, mè nheo. Nhưng bố chỉ nói một lời là hai anh em làm răm rắp, luôn và ngay lập tức. Bố chẳng bao giờ nói những lời ngọt ngào với Giang, nhưng những việc làm bé nhỏ lại thay bố nói lên tất cả. Có khi ở nhà cả ngày, bố chẳng nói lấy một câu, cứ lầm lũi làm nọ làm kia. Bố chẳng bao giờ gọi Giang là con gái rượu, cũng chẳng khi nào mở lời khen ngợi Giang. Nhưng Giang có bao nhiêu chiếc giấy khen học sinh giỏi là bố dán chi chít lên cánh tủ. Bố biết Giang không ăn được thịt mỡ, nên mỗi khi có món thịt luộc, bố lại dứt phần mỡ ra cho vào bát mình, còn phần nạc gắp vào bát Giang. Giang ăn mì tôm cũng chẳng khi nào chan nước, nên hễ sáng pha tô mì là bố lại gạn nước, chỉ gắp những sợi mì dài ngoằng vào bát Giang. Ngày rằm, ngày Tết, mẹ mới mua hoa quả về cúng cụ. Thắp hương xong, mẹ hạ xuống bổ ra đĩa, bảo Giang mang qua mời bố, nhưng chẳng bao giờ bố ăn cả. Giang cứ hồn nhiên nghĩ rằng bố là đàn ông con trai nên không thích ăn trái cây. Mãi sau lớn lên, Giang mới biết bố đang phải nuốt nước miếng để nhường cho anh em Giang được ăn thỏa thích. Thi thoảng tối tối, đến nhà ông bạn thân chơi, bố lại rủ Giang đi và chở con gái trên cái xe đạp cọc cạch. Có khi chẳng biết nhặt được ở đâu chiếc nhẫn mỹ ký bị dứt hột đá, bố phủi thật sạch và dúi vào tay Giang, khiến cô bé thích thú mãi không thôi. Mùa hè năm ấy, trên truyền hình chiếu lại Tây Du Ký, bộ phim tủ của Giang, Giang mê tít, cứ xem từ năm này qua năm khác, cũng chẳng biết chán. Hồi ấy, cả xóm Giang chỉ có nhà bác Nam hàng xóm tậu được chiếc tivi màu. Cứ 5 giờ chiều là tụi trẻ con trong xóm lại tụ tập đông đủ trước màn hình tivi, háo hức đón xem Tôn Ngộ Không 72 phép biến hóa thần thông. Nhưng lúc ấy lại là giờ Giang phải nấu cơm và đun nước đổ vào phích. Bố dường như hiểu được tâm nguyện của cô con gái nhỏ, nên suốt mùa hè năm ấy, dù lưng bị đau, đi phải chống gậy, bố vẫn tình nguyện nấu cơm và đun nước thay cho Giang. Cứ đến giờ là Giang tung bay như con én nhỏ lượn sang nhà hàng xóm, tụ tập với trẻ con và dán sát mặt vào màn hình tivi cười thích thú. Thi thoảng đi ăn cỗ ở đâu đó, cơm no rượu say về, bố lại loạng choạng đi vào trong nhà. Có hôm đến đêm bố mới về, bố lè nhè gọi tên Giang không dứt và lẩm bẩm chuyện gì đó. Nghe thấy tiếng bố, Giang đang ngủ cũng phải tỉnh giấc, nhưng sợ bố biết nên nằm im thin thít, không dám ngo ngoe gì. Bố dụi dụi cái miệng đầy râu xồm xoàm cứng ngắc, chưa kịp cạo vào sát mặt Giang, hơi rượu bốc lên nồng nặc. Có lẽ đây là những giây phút hiếm hoi bố cởi bỏ khuôn mặt lạnh lùng của mình để bày tỏ tình yêu với con gái. Cứ thế, Giang lớn lên từng ngày bên bố, nhưng bố vẫn chẳng trò chuyện với Giang được vài câu. Nhưng kỳ lạ là, với bọn chó mèo và trẻ con nhà hàng xóm, bố lại hớn hở và nịnh chúng ra mặt. Mèo con chẳng biết đi chơi đâu về, nhảy đánh đột một cái, từ trên trần nhà xuống đất, vườn cổ kêu meo, meo, như đang cất tiếng gọi bố. Bố ngồi trong nhà gọi vọng ra, bố đây, Miu đi chơi về nhà rồi à, Miu đi đâu đấy con? Miu con chạy ngay vào chỗ bố ngồi, vừa kêu nũng nịu, vừa trườn trườn cái mình mềm mại quanh chân bố đòi vuốt ve. Mỗi lần nghĩ tới cảnh chiều chiều, bố cắp cái quần đùi đi trước, Kỳ và Lu leo đéo theo sau đòi đi tắm, Giang lại phi cười. Hễ mâm cơm có gì ngon, bố cũng gọi Miu con cùng Kỳ và Lu tới bên cạnh
trực lấy phần. Đôi khi Giàng cũng thấy ghen tị với chúng. Giây phút ấy, nước mắt của Giang hòa cùng những giọt nước mắt của bố. Đột nhiên, Giang xót xa nhận ra bố đã già thật rồi. Năm ấy, Giang không còn là cô bé nơm nớp sợ bố như ngày nào. Cô đã ra dáng một nàng thiếu nữ chững chạc lắm rồi. Một thời trai trẻ dáng dòng dòng cao, ăn chơi áo hoa quần loe, đầu tóc bóng mượt của bố đã chẳng còn. Dáng bố đã thấp đi vài phân vì chiếc lưng còng xuống và gầy dọp đi vì chẳng chịu ăn uống gì. Một hôm, trời đã về khuya, chỉ còn mình bố nằm dưới bàn thờ bà mới mất với nến hương tỏa khói nghi ngút. Đột nhiên từ phòng bên cạnh, Giang nghe thấy tiếng khóc thút thít. Không tin vào tai mình, Giang hé mở cánh cửa thì tiếng khóc ngày một to hơn. Bố cuốn chặt cái chăn, nằm như con kén giữa nhà. Mẹ kể, cả tuần nay bố đều vậy, cứ đêm về là bố khóc vì nhớ bà. Ngày bà còn sống, mỗi bữa cơm bố lại xé đầy bát thịt cho bà, khiến bà nhiều phen cũng phát sợ mà phải ngồi ra chỗ khác. Lúc này đây, Giang lại cảm thấy bố giống như một cậu bé bơ vơ giữa dòng đời. Đột nhiên Giang thấy sống mũi cay cay, những giọt nước mắt rơi lã chã. Giang cúi xuống, vòng tay ôm lấy vai bố thì thầm: bà đi rồi, nhưng bố còn có con mà, chúng con vẫn yêu bố nhiều lắm. Giây phút ấy, nước mắt của Giang hòa cùng những giọt nước mắt của bố. Đột nhiên Giang rót ra nhận ra bố đã già thật rồi. Ước gì bố cứ mãi mạnh mẽ như ngày xưa. Vốn đã ít nói, sau khi bà nội mất, bố lại càng trở nên trầm lặng hơn. Mỗi lần về thăm nhà, Giang chỉ thấy bố dán mắt vào chiếc tivi hay ngủ quên trên chiếc ghế sofa từ lúc nào. Giang rón rén lại gần, lần giờ chiếc chăn đơn đắp lên người bố. Bố chợt tỉnh giấc nhìn Giang và lại khép vội đôi mi. Rồi anh trai lấy vợ và một cậu bé mũm mĩm đáng yêu ra đời. Vốn yêu trẻ con nên từ ngày ấy mọi người thấy bố vui hơn hẳn. Bố cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Ngày ngày hàng xóm lại bắt gặp cảnh bố cõng cu tí ra bờ ao đầu làng xem cá bơi bơi, hay đứng ngắm xe cộ đi lại như mắc cười ngoài đường cái. Cu tí cứ ê a, ông nội cũng ê a, hai ông cháu nói chuyện với nhau mà chẳng ai hiểu gì, chỉ thấy ông cười tít mắt và cháu cũng cười tít mắt. Cả làng đều khen ông khéo dỗ cháu. Ngày Tết, ông đẩy cu tí trên chiếc xe nôi ra tận chợ hoa đầu làng, ngắm cành đào, rồi lại đi một vòng lên con đê xanh sờn, gió mát lồng lộng. Bố nhìn về phía mặt nước xa xăm, sóng sánh những tia nắng vàng nhạt cuối ngày, chỉ cho cu tí xem những cánh cò đang bay lượn giữa từng không. Cu tí cứ ê a, ông nội cũng ê a. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.